or Treat trong ngày lễ Halloween. Nguồn gốc lễ Halloween. Halloween là chữ rút gọn từ câu On Hallow Evening, một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, buổi tối trước lễ các thánh trong Kitô giáo Tây Phương. Chúng ta đã biết Halloween là ngày nào rồi, nhưng liệu các bạn đã biết về nguồn gốc của lễ hội này chưa? Nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Thật ra Halloween đã có từ hơn 2.000 năm trước. Lễ hội này bắt nguồn từ dân tộc Celt sinh sống tại những vùng đất Ireland, Anh Quốc và miền Bắc nước Pháp bây giờ. Theo niềm tin tôn giáo, họ cho rằng vào trước thềm năm mới, ranh giới giữa hai thế giới âm và dương rất mờ nhạt, khiến cho người đã chết vẫn có thể trở về cõi trần gian. Chính vì vậy, họ đã đốt lửa và hóa trang thành nhiều hình dáng kỳ lạ nhằm xua đuổi tà ma và chào đón những người thân đã mất quay trở về. Đây là ngày bắt đầu tam nhật các thánh, khoảng thời gian trong năm phụng vụ để dành tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tự đạo, tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Theo truyền thống của Halloween, trọng tâm xoay quanh chủ đề sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của thần chết. Cách nhìn phổ biến cho rằng nhiều truyền thống của Halloween bắt nguồn từ các lễ hội thu hoạch của người Celt. Tuy nhiên, một số nhà hàn lâm cho thấy rằng Halloween phát triển độc lập và chỉ có nguồn gốc Kitô giáo. Các hoạt động phổ biến trong ngày Halloween. Nhiều nơi trên thế giới, việc cử hành các nghi thức tôn giáo trong ngày Halloween như tham dự lễ nhà thờ, thắp nến trên các ngôi mộ vẫn còn phổ biến. Mặc dù ở các nơi khác, Halloween là một ngày hội mang tính thế tục và thương mại nhiều hơn. Nhiều tập tục Halloween ngày nay được cho là chịu ảnh hưởng từ thực hành dân gian của người Celt. Trong đó, có liên quan nhiều nhất là lễ hội Samhain, tiếng Iceland cổ nghĩa là kết thúc mùa hè, mừng vụ thu hoạch và đánh dấu sự chuyển mùa. Mặc dù có thể mang các yếu tố không thể phân biệt rạch ròi, nhưng Halloween vẫn là lễ hội có nguồn gốc từ Kitô giáo. Halloween là buổi tối áp lễ các thánh ngày 1 tháng 11 hàng năm. Theo sau đó là lễ các đảng linh hồn vào ngày 2 tháng 11. Ba ngày này được nhóm chung thành tam nhật các thánh, là thời gian dành để tôn kính các thánh nhân và cầu nguyện cho những linh hồn chưa lên thiên đàng. Từ thời giáo hội sơ khởi, các ngày lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh và Hiện xuống đều có cử hành buổi canh thức vào tối hôm trước và lễ các thánh cũng như vậy. Ngày lễ các thánh kính nhớ tất cả các thánh nói chung được các giáo hội ấn định khác nhau. Vào ngày áp lễ các thánh tại Iceland có tục lệ gõ đập nồi niêu để các linh hồn chịu phạt trong hỏa ngục biết rằng họ không bị lãng quên. Tại Pháp, người ta vẽ các bức họa vũ điệu của thần chết để nhắc nhở về sự phù quân trong cuộc sống nơi trần thế. Chủ đề này còn được tái hiện trong các đám rước ở làng và các vở vũ kịch dành cho quý tộc. Tại đó, người ta hóa trang thành thi hài của nhiều giai tầng trong xã hội. Thời cải cách của Tin Lành, giáo lý về luyện ngục bị phản đối, do vậy một số tập tục của Halloween bị bãi bỏ. Tại các thuộc địa Bắc Mỹ, trong khi người Anh giáo tại miền Nam và người Công giáo tại Maryland công nhận lễ vọng các thánh trong lịch phục vụ, thì người Thanh giáo vùng New England chống đối ngày lễ này và các lễ kỷ niệm khác như lễ Giáng sinh. Lễ hội Halloween kể từ đầu thế kỷ thứ 19 mang nhiều đặc tính của Mỹ, pha trộn và phát triển từ các tục lệ của dân nhập cư. Trong khi đó, có những tập tục bị lãng quên ngay tại nguồn gốc của chúng là châu Âu. Tuy nhiên, so với châu Âu, các truyền thống tôn giáo của Halloween tại Bắc Mỹ bị phai nhạt đi nhiều, mà ngày nay mang chủ yếu là tính thế tục và giải trí thương mại. Các biểu tượng Halloween. Các biểu tượng liên quan đến Halloween được hình thành và phát triển theo thời gian. Thí dụ, bí ngô được quét rỗng thành những chiếc đèn lồng hình mặt quỷ,
bên trong cắm một cây nến như là tưởng nhớ các linh hồn đang chịu tội. Củ cải vốn được sử dụng nhiều ở Iceland và Scotland vào dịp Halloween. Những người nhập cư Bắc Mỹ sử dụng bí ngô, thứ sẵn có và lớn hơn nhiều, giúp cho việc khắc hình ảnh trở nên dễ dàng hơn. Truyền thống chạm khắc bí ngô của Mỹ được ghi lại vào năm 1837, có liên quan tới thời gian thu hoạch nói chung, chỉ trở nên quen thuộc vào giữa thế kỷ thứ 19. Các hình ảnh của Halloween có nguồn gốc từ nhiều thuyết khác nhau, bao gồm phong tục tập quán, văn học và cả thuyết mạt thế. Hình ảnh đầu lâu theo truyền thống của Công giáo có ý nghĩa như là một sự nhắc nhở về cái chết và tính không bền vững của đời người. Từ đó, đầu lâu trở thành hình ảnh thường thấy trong lễ hội Halloween. Vào dịp này, các ngôi nhà thường được trang trí bằng các biểu tượng có liên quan đến mùa thu như bù nhìn, bí ngô, vỏ ngô với chủ đề chính là về cái chết, quỷ dữ, quái vật thần thoại. Màu sắc chủ đạo là đen và da cam, đôi khi là tím. Trick or treat. Trick or treat là một phong tục cho trẻ em vào đêm Halloween. Trẻ em cải trang đủ hình thù và xách theo một cái túi, đi từ nhà này sang nhà khác đòi kẹo, đôi khi tiền bạc, với câu hỏi trick or treat, thường được dịch là lừa hay lọc, hoặc là cho kẹo hay bị chọc kẹo. Những đứa trẻ sẽ nghịch ngợm chọc phá chủ nhà hoặc tài sản của họ nếu chúng không được kẹo. Trang phục Halloween truyền thống dựa trên các hình tượng của những nhân vật siêu nhiên như quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy. Hóa trang trở nên phổ biến ở Scotland vào cuối thế kỷ thứ 19 và tại Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 20. Trang phục Halloween xuất hiện lần đầu trong các cửa hàng vào những năm 1930 khi nghệ thuật hóa trang đã phổ biến tại Hoa Kỳ. Vào ngày này, những linh hồn vô hại và cả có hại cũng được phép đi lại. Linh hồn của ông bà tổ tiên thì được mời vào nhà, còn các linh hồn xấu thì bị chặn lại. Người ta tin rằng cách để tránh khỏi những linh hồn độc ác là nên mặc trang phục và đeo mặt nạ. Mục đích của họ là để ngụy trang mình thành một linh hồn tà ác khác và đó tránh bị làm hại. Ở Scotland, các linh hồn thường xuất hiện dưới dạng những người đàn ông trẻ mặc áo trắng, đeo mặt nạ, được che khuất hoặc bôi đen khuôn mặt. Thông thường vào ngày Halloween, trang phục loài rơi xuất hiện nhiều nhất, nhưng cũng có nhiều nhân vật khác được người ta chọn lựa để hóa trang. Các trò chơi truyền thống. Có rất nhiều trò chơi truyền thống trong ngày Halloween. Một trò chơi phổ biến là Dunkin, hay còn gọi là Apple Popkin. Trong đó có những quả táo nổi trong bồn tắm hoặc trong chậu nước lớn, và những người tham gia phải sử dụng răng của họ để cắn những quả táo ấy. Một biến thể của Dunkin là quỳ trên một chiếc ghế, giữ một cái nĩa giữa hai hàm răng và cố gắng dùng đĩa đó xiên vào trái táo. Một trò chơi phổ biến liên quan đến việc treo bánh nướng được phủ mật mía hoặc bao siro lên cây bằng dây, và người chơi phải ăn mà không sử dụng tay. Điều này chắc chắn sẽ khiến người tham gia trò chơi có một khuôn mặt dính đầy siro hoặc mật mía. Một số trò chơi truyền thống khác trong ngày Halloween là hình thức bói toán. Bói toán tìm vợ tìm chồng trong tương lai. Phụ nữ chưa lập gia đình đã nói rằng nếu họ ngồi trong hòm tối và nhìn vào gương trong đêm Halloween, khuôn mặt người chồng tương lai của họ sẽ xuất hiện trong gương. Tuy nhiên, nếu họ chết trước khi kết hôn, một hộp sọ sẽ xuất hiện. Hình thức đó xuất hiện nhiều trên các thiệp chúc mừng từ cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20. Một trò chơi mê tín dị đoan được hưởng ứng trong những năm đầu của năm 1900 liên quan đến vỏ các quả chó. Mọi người sẽ viết các tài sản bằng sữa trên giấy trắng, sau đó giấy được gấp lại và đặt trong vỏ quả óc chó. Khi vỏ được làm nóng, sữa sẽ chuyển sang màu nâu, do đó những dòng chữ sẽ xuất hiện trên những tờ giấy trắng. Kể chuyện ma và xem phim kinh dị cũng là một thói quen trong ngày lễ Halloween. Thưa quý vị, hôm nay ngày lễ Halloween của năm 2022, kính chúc mọi người một buổi tối vui vẻ với những trò chơi truyền thống, nhưng đừng quá kinh dị.
kẻo đêm về lại giật mình vì gặp ác mộng. Trân trọng kính chào.